Khai Di là một chàng trai trẻ sinh năm 1992, hiện đang sống tại Singapore. Trong ký ức mờ nhạt, anh vẫn nhớ rằng mình đã bị bắt cóc khi đang đứng chờ mẹ tại một khu chợ rau. Đến nay đã 32 năm, anh luôn mang trong mình hy vọng về một phép màu sẽ mang anh đến với gia đình ruột thịt của mình. Nhưng rồi, hành trình của Khai Di liệu có đi đến hồi kết được hay không? 30 năm bị bắt cóc ở chợ rau, chàng trai đau đáu tìm mẹ ruột. Năm ấy, Khai Di khoảng 2 tuổi, anh cùng gia đình mình sinh sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào một buổi sáng như thường ngày, anh đi cùng mẹ đến khu chợ gần nhà để mua thức ăn. Và tại đây, anh bị một người lạ mặt dẫn đi. Người đó đã bắt cóc rồi mang anh đến Singapore và sống tại đây từ đó cho đến nay. Lúc đó còn quá nhỏ, Khai Di không nhớ rõ mình đến đó bằng cách nào. Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình sinh năm 1992 và bị bắt cóc vào khoảng năm 1994. Anh còn có một người anh trai. Hiện tại, anh đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Ngay cả khi chỉ có một chút ký ức về thời thơ ấu, anh vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh có thể đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình. Mong muốn tìm lại bố mẹ ruột luôn dây dứt trong anh. Mòn mỏi tìm kiếm cha mẹ giữa biển người. Anh thường xuyên tìm kiếm những thông tin qua mạng Internet, hỏi thăm những người xung quanh mình với mong muốn tìm được một chút thông tin nào đó về người đã bắt cóc anh, cũng như những gì về gia đình mình. Nhưng tất nhiên, ở một đất nước vô cùng rộng lớn ấy, mọi sự tìm kiếm đều không có lời hồi đáp. Đến năm 2021, sau khi được một người quen chỉ dẫn, anh đã bắt đầu đăng ký thông tin và câu chuyện của mình với một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ những đứa trẻ thất lạc được đoàn tụ cùng với gia đình. Do ảnh hưởng của đại dịch nên việc tìm kiếm người thân và liên lạc với anh đã bị gián đoạn. Tất nhiên, ở nơi xa đó, cha mẹ của Khai Di và gia đình vẫn luôn luôn tìm kiếm anh. Vào tháng 7 năm 2023, bà tình cờ xem được thông tin về anh và câu chuyện trên mạng xã hội. Bà đã nghi ngờ Khai Di có thể là người con mất tích từ nhỏ của gia đình. Chia sẻ với các tình nguyện viên, bà cho biết đứa con nhỏ của bà sinh năm 1991 và mất tích gần một chợ rau năm 1995, hoàn toàn trùng khớp với đứa con đã mất tích từ nhỏ của gia đình bà. Ngay lập tức, bà liên hệ với tổ chức để được giúp đỡ. Nhận thấy thông tin được cung cấp có phần trùng khớp với những gì Khai Di nhớ, tổ chức này ngay lập tức sắp xếp xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Khai Di. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau gần 30 năm. Tháng 9 năm 2023, Khai Di cùng vợ bay về Tứ Xuyên, Trung Quốc để đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình. Đáp xuống sân bay, chàng trai 32 tuổi vội vàng lao đi tìm kiếm cha mẹ ruột giữa đám đông người qua lại. Tất nhiên, ở giây phút thiêng liêng này, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc trong cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Cậu bé Khai ngày xưa giờ đã cao lớn trưởng thành, cậu còn cao hơn cả cha mẹ. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cha mẹ đang chờ đợi mình, trái tim của cậu bé Khai ngày nào đập mạnh từng nhịp. Cảm giác hạnh phúc, lo lắng, xen lẫn niềm vui tràn ngập trong cậu lúc này. Khai Di sau đó nhanh chóng bước đến ôm chặt người mẹ đang khóc nức nở. Trong khi đó, cha anh dịu dàng nhìn ngắm con trai mà cố kìm nước mắt. Cách bà ôm chặt con òa khóc như một đứa trẻ, cách ông quay lưng lại và lén lau nước mắt khiến ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Cuộc hội ngộ như chưa có ngày chia ly này không chỉ là sự gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự xót xa và niềm hạnh phúc. Sau bao năm mất mát và chia xa, giờ đây cậu bé Khai lại được hòa mình trong sự hạnh phúc của đoàn tụ và yêu thương.